Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phát triển Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phần 2, phần thân sau của bài hướng dẫn cách may áo rút dây ở vai. Mình có các cái số đo cơ bản như sau. Dài áo là 58cm, vòng ngực là 88cm. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế thân sau. Đầu tiên các bạn sẽ kiểm đường thẳng dọc vào đường thẳng ngang vuông góc như thế này. Mình đặt điểm này điểm A. Từ điểm A này chúng ta sẽ lấy xuống là dài áo. Dài áo sẽ bằng số đo và cộng cho 2cm vai. Dài áo của mình lúc nãy là 58cm, cộng cho 2cm vai nữa là 60cm. Mình kiểu đường ngang vuông góc. Và mình đặt điểm này là điểm B. Từ điểm A này chúng ta lấy xuống là hạ nách. Hạ nách thì từng số đo hạ đến ngực cộng thêm cho 2cm. Và do thân sau cho nên chúng ta sẽ cộng thêm cho 2cm vai nữa. Thì mình được là 27cm. Từ điểm A chúng ta lấy qua ngang cổ 13cm. Mình đặt điểm này điểm A1. Từ điểm A chúng ta lấy qua là ngang vai. Ngang vai thì bằng vai chia 2. Vai của mình 48 chia 2 thì được là 24cm. Sau đó mình đo từ cái điểm này vào điểm A1 được 11cm. Chúng ta sẽ nhân thêm cho 1,8cm là được 17,6cm. Là điểm đầu vai của áo. Mình đặt điểm này là điểm D. Từ điểm D chúng ta lấy xuống là 5cm. Và từ điểm C chúng ta lấy qua là ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4 và cộng thêm cho 2cm. Thì vòng ngực mình 88, mình chỉ 42 cộng 2cm nữa được là 24cm. Ngang lai thì bằng ngang ngực cũng là 24cm. Và sau đó mình nối điểm B1 và C1 lại với nhau. Và mình nối điểm C1 và cái điểm trên này lại với nhau. Thì đoạn này chúng ta sẽ lấy ra là 0,5cm. Sau đó mình đánh cong lai tay áo. Đánh cong lai tay áo như thế này. Từ điểm A chúng ta sẽ lấy xuống là hạ cổ. Hạ cổ. Hạ cổ sau thì chúng ta lấy xuống là 3cm. Sau đó mình kỹ đường ngang vuông góc như thế này. Sau đó mình kỹ cái vòng cổ như thế này. Từ điểm B1 chúng ta lấy vào là 7cm. B1 chúng ta lấy lên là 11cm. Sau đó mình đánh cong cái vòng lai như thế này. Mình tô đậm hai cái điểm này lại, chúng ta sẽ được đường sườn. Đoạn thẳng A2 và B này là chính giữa thân sau, là vải gập đôi. Nên chúng ta sẽ là vẽ nét đứt như thế này. Này là vải gập đôi. Và mình chừa đường may, vòng cổ là 0,8cm. Vai 1,5cm. Lai tây 1,5cm, sườn 1,5cm và lai áo 1,5cm. Vị trí này vị trí sĩ lai. Và vị trí này là vị trí dừng nách tây. Đường may vai thì các bạn sẽ may là 1,5cm. Và các bạn ủi rỉa ra hai bên. Ủi rỉa đường may ra hai bên. Sau đó các bạn giữ mỗi bên là 1cm. Và mình sẽ may sợi dây để mình luồn vào hai cái đường may rỉa hai bên đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn.